Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với kênh Chứng khoán TV của AZF Việt Nam để tiếp tục series đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu. Ở những kỳ gần đây, chúng ta đã cùng nhau nói về 3 loại giá trị của cổ phiếu. Và để tiếp tục chuỗi kiến thức dành cho những quý vị nhà đầu tư mới tham gia thị trường, ở những clip tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về chủ đề là các loại cổ phiếu đang có ở trên thị trường. Và đầu tiên, trong chuỗi clip đó, chúng ta sẽ nói đến ở clip ngày hôm nay, đó là cổ phiếu lưu hành là gì và những lý do chúng ta cần phải quan tâm đến nó và ứng dụng quan trọng của nó trong đầu tư ra sao. Vâng, vậy thì câu hỏi cổ phiếu lưu hành là gì? Tôi tạm đưa ra một công thức bằng tiếng Anh. Nếu như đâu đó với những quý vị và các bạn đã tham gia rất lâu ở trong thị trường thì đây là một câu hỏi hết sức dễ dàng. Tuy nhiên với những nhà đầu tư mới thì vâng, hãy cùng nhau chúng ta vui vẻ một chút với một công thức bằng tiếng Anh. Và các bạn nếu như chưa thực sự hiểu rõ về nó thì chúng ta hãy dành cùng với nhau khoảng đâu đó 5 giây để thử hình dung xem cổ phiếu lưu hành. Chúng ta có một công thức ở trên màn hình với phía bên trái, xe Outstanding Formula. Vâng, công thức tính của nó. Và ở phía bên phải gồm một cái gì đó, trừ đi một cái gì đó. Vậy thì nó là gì? Ok, hết 5 giây rồi và chúng ta sẽ chuyển sang slide tiếp theo. Vâng, vậy thì công thức hết sức đơn giản thôi. Và chúng ta đi đến một cái khái niệm, đó là cổ phiếu lưu hành, là tổng lượng cổ phiếu đang nằm trong tay của cổ đông. Chính xác là tổng lượng cổ phiếu đang nằm trong tay của cổ đông, chứ không phải của công ty phát hành. Và cách tính chính xác giống như là những gì chúng ta vừa thấy ở slide trước đó với một công thức bằng tiếng Anh, thì ở đây chúng ta có một dòng chữ màu đỏ bằng tiếng Việt rất rõ ràng. Cổ phiếu lưu hành chính là tổng cổ phiếu phát hành ra thị trường trừ đi cổ phiếu quỹ. Trong đó thì tổng cổ phiếu phát hành thì có lẽ là quá đơn giản rồi, đó là tổng cổ phiếu mà các một công ty cổ phần phát hành ra thị trường. Vâng, còn cổ phiếu quỹ, vâng, cái quan trọng cổ phiếu quỹ nó là gì? Thì cổ phiếu quỹ có thể gọi là lượng cổ phiếu mà công ty đã phát hành ra, sau đó lại mua lại của chính mình. Nghe thì có vẻ lạ, tuy nhiên nếu lấy như ví dụ với nó thì nó sẽ rất dễ dàng với quý vị để có thể hiểu được. Ví dụ chúng ta có một công ty cổ phần với vốn góp là 100 tỷ đồng, thì nó sẽ tương đương với 10 triệu cổ phiếu được phát hành ra. Với mệnh giá là 10.000, vâng. Vì mệnh giá là 10.000 nên chúng ta có tương đương là 10 triệu cổ phiếu. Và nếu như công ty đó mua lại 1 triệu cổ phiếu của mình thì số lượng cổ phiếu lưu hành ở trên thị trường thay vì là 10 triệu thì chỉ còn là 9 triệu thôi. Vâng, vậy thì chốt lại cho nội dung của cổ phiếu lưu hành thì nó chính là tổng lượng cổ phiếu đang nằm trong tay cổ đông. Và chính xác là chúng ta có 10 triệu cổ phiếu phát hành ra thị trường, công ty mua lại 1 triệu cổ phiếu quỹ. Vâng, và chúng ta sẽ có 9 triệu cổ phiếu sẽ lưu hành ra ngoài thị trường. Vâng, nghe thì đơn giản như vậy thôi. Cổ phiếu lưu hành nó có giá trị như thế nào nhỉ? Sẽ không có nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị trường thực sự đánh giá cao vai trò của loại cổ phiếu này hay là cái khái niệm này. Vâng, vậy thì cùng nhau chúng ta sẽ đi tìm hiểu ba ứng dụng của việc phân tích cổ phiếu lưu hành trong đầu tư chứng khoán. Đầu tiên, ứng dụng thứ nhất, cổ phiếu lưu hành sẽ là cơ sở để chúng ta tính toán cái giá trị vốn hóa của doanh nghiệp. Hay nói cách khác chính là tổng giá trị thị trường của một doanh nghiệp. Và hãy lấy ví dụ với ngân hàng Vietcombank với mã cổ phiếu là VCB. Vâng, với giá thị giá của ngày 14 tháng 6 năm 2020, tức là ngày mà chúng ta thực hiện clip này. Vâng, không phải là ngày mà phát clip trên YouTube đâu ạ. Nó có giá là 85.600 đồng. Thì nó chính là giá thị trường của cổ phiếu Vietcombank vào ngày 14 tháng 6 năm 2020. Khi mà tôi ghi hình clip này thì nó là 85.600 đồng. Và với một lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường xấp xỉ đâu đấy khoảng 3,71 tỷ cổ phiếu. Vậy thì vốn hóa của Vietcombank, vâng, hai con số này nhân với nhau và chúng ta sẽ có một con số là khá ấn tượng, 317.000 tỷ đồng xấp xỉ. Vâng, nếu tính theo đô la Mỹ là 13,6 tỷ đô. Vâng,
Đó là yếu tố thứ ứng dụng thứ nhất. Và ứng dụng thứ hai là gì? Cực kỳ quan trọng. Chúng ta trong series của chúng ta chưa nói đến EPS. Tuy nhiên, cổ phiếu lưu hành sẽ là cơ sở để chúng ta tính EPS, viết tắt của Earning Per Share, hay dịch sang tiếng Việt là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Đây là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng đối với những ai tham gia thị trường chứng khoán theo cái phong cách, theo cái trường phái đầu tư cơ bản, thì EPS là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Lại tiếp tục với ví dụ của cổ phiếu Vietcombank, với dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2020 đâu đó có thể đạt mức 23.200 tỷ đồng, tương đương đâu đó với một mức lợi nhuận tỷ đô đấy ạ. Thì với lượng cổ phiếu lưu hành 3,71 tỷ với lượng cổ phiếu như vậy, thì EPS khi chúng ta chia con số lợi nhuận dự kiến khoảng 23.000 tỷ chia cho cái lượng cổ phiếu khoảng 3,7 tỷ thì chúng ta sẽ có EPS khoảng 6.200 đồng. Tôi muốn hỏi quý vị và các bạn có nghĩ rằng cái mức EPS này là hấp dẫn không ạ? Có cao không ạ? Vâng, trên quan điểm của AZP Việt Nam thì cái mức EPS này, nếu như Vietcombank có thể đâu đó đạt cái mức lợi nhuận sau thuế gần như cái mức mà họ dự kiến vào năm 2020 thì đây đâu đó có thể nói là một mức EPS cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên, với ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì hiện tại chúng ta tương đối khó nói về cái mức lợi nhuận sau thuế mà Vietcombank đã đề ra ở thời điểm đầu năm 2020 này. Và ứng dụng thứ ba của việc phân tích cổ phiếu lưu hành trong đầu tư chứng khoán là gì? Vâng, chúng ta đang thấy hình ảnh tại Hội đồng Cổ đông Thường niên lần thứ 12 năm 2019 cũng của Vietcombank. Và với mỗi một nhà đầu tư thì chúng ta đều có đủ tất cả các quyền lợi của một cổ đông, như là họp đại hội đồng cổ đông, biểu quyết hay nhận cổ tức, và đặc biệt là điều chúng tôi vừa nói ở trong nội dung clip này, đó là quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Vâng. Và ví dụ một quý vị nhà đầu tư đã sở hữu 1 triệu cổ phiếu Vietcombank, thì khi Vietcombank phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 1:1 với giá ngang bằng mệnh giá là 10.000 đồng. Cái tỷ lệ 1:1 đó nó có nghĩa là khi quý vị sở hữu một cổ phiếu thì được quyền mua thêm một cổ phiếu phát hành thêm với mức giá ngang bằng mệnh giá. Vâng, tức là các bạn sẽ có quyền mua thêm 1 triệu cổ phiếu mới với giá là 10.000 đồng một cổ phiếu. Việc này có hấp dẫn không ạ? Cực kỳ hấp dẫn, đương nhiên rồi. Vâng, trên đây chúng ta đã nói về 3 ứng dụng của cổ phiếu lưu hành trong việc ứng dụng và phân tích các doanh nghiệp, các case đầu tư chứng khoán dành cho những nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Và ở clip tiếp theo, hãy cùng với AZP Việt Nam chúng ta đi đến một khái niệm cổ phiếu tiếp theo, đó là cổ phiếu niêm yết. Nó là gì và tại sao những nhà đầu tư mới như chúng ta cần phải quan tâm đến nó? AZP Việt Nam muốn gửi lời cảm ơn đến quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua đã tiếp tục đồng hành và ủng hộ cho chúng tôi trong những clip YouTube, cũng như đặc biệt là trong những khóa đào tạo dành cho những nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Và cùng với nhau, hãy tiếp tục subscribe, comment và chia sẻ những clip của chúng tôi để lan tỏa hơn nữa những giá trị mà AZP Việt Nam muốn mang lại cho cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán. Chào thân ái và quyết thắng!